một bài Hu đen có bên hát kìa mẹ ơi. Từ từ để mẹ lại coi coi con ơi. À, ở đây rất là nhiều Hu nha các bạn. Con này không biết là con Hu hay con Nai nữa, mình cũng không gành gì hai con này nữa các bạn ơi. Nhưng cái này là người ta chỉ giả thôi con ơi, chứ không phải là con Hu thiệt đâu nghe các con. Bạn nào biết đây là con Hu hay con Nai thì các bạn bình luận ở dưới giùm mình nha. Mẹ ơi, bên đó cũng có nữa kìa mẹ. Không chỉ có Hu Nai không đâu các con ơi. Các con nhìn dưới nước có con gì nữa kìa. À mẹ ơi, cái miệng con cá bự quá. Ở trên đó thì bầy Hu đang ăn cỏ. Ở trên này thì thác nó đổ xuống rất là đẹp nè các bạn. Ở dưới sông thì có cá nữa. Cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hoàng Kim với Gia Hân thì rất là thích những cái phong cảnh giống như này. Các bạn có thích những cảnh giống như vậy không các bạn? Bạn nào thích thì bình luận ở dưới cho Hoàng Kim biết nghe các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đi thăm